Alo, ai đấy? Biết rồi, tôi sẽ đến sau 10 phút nữa. Ai vậy? Sao anh vội thế? Sao? Từ khi nào tôi phải báo cáo với cô vậy? Ôi, em chỉ hỏi thôi mà. Sao lại giận rồi? Hừm, ý anh là gì? Nằm yên kiếm tiền quen rồi à? Đứng lên lấy thì không quen sao? Cô đúng là phiền phức. Rút ra chỗ khác mà làm loạn đi. Kính chào quý hành khách. Chuyến bay IA-952 hiện đang mời lên cửa số 19. Chúng tôi mời các hành khách có trẻ nhỏ hoặc cần hỗ trợ đặc biệt lên máy bay. Vui lòng chuẩn bị thẻ lên máy bay và giấy tờ tùy thân. Quá trình lên máy bay thông thường sẽ bắt đầu sau khoảng 5 phút nữa. Xin cảm ơn. Thưa ông, xin chào. Để tôi giúp ông để hành lý lên nhé. Không cần, tôi tự làm được. Kính thưa quý hành khách, hiện tại thời tiết có sấm chớp bất ngờ, xin vui lòng ngồi yên tại chỗ và thắt dây an toàn. Anh ơi, anh bị sao thế? Trời ơi, sao lại không thấy phản ứng gì? Ôi, sao dưới đất lại có một đống gì đó dính dính thế này? Thật kinh tởm. Anh không sao chứ? Anh ơi, làm tôi hết hồn. Kính thưa quý hành khách, do ảnh hưởng của không khí, máy bay có chút rung lắc. Xin vui lòng trở về chỗ ngồi và thắt dây an toàn. Nhà vệ sinh tạm thời ngưng sử dụng. Trong thời gian này, chúng tôi... Cậu điên rồi sao? Cậu đang làm gì thế? Đây không phải là con người nữa rồi. My heart, I have but one desire, and that đó là cậu. Chuyện gì thế? Sao lại vội vậy? Sơ trưởng, có chuyện lớn rồi. Ban hành khách đang loạn cả lên. Mau gọi tháp điều khiển. Bình tĩnh nào, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu bảo gọi tháp điều khiển. Có người bị giết rồi mà anh còn bảo tôi bình tĩnh. Y-952 gọi tháp điều khiển. Trên máy bay xảy ra tình huống khẩn cấp. Cần hạ cánh khẩn cấp tại sân bay gần nhất. Y-952, nghe rõ. Sân bay ở thành phố Trường Thang có sẵn điểm hạ cánh. Cho phép hạ cánh, đã nhận. Xin thông báo ngay cho đội cứu hộ. Trên máy bay có thể có tội phạm. Hiện đã có hành khách bị thương nặng. Chị Huệ, chị đi khóa cửa lại đi, không cho ai vào buồng lái. Tôi đã khóa cửa ngay khi vào rồi. Anh nghĩ chúng ta sẽ ổn chứ? Sẽ ổn thôi. Chỉ khoảng 15 phút nữa là chúng ta hạ cánh. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
họ đã bắt đầu đập cửa rồi. Anh chắc chắn sẽ không sao chứ? Tôi là cảnh sát trưởng Bùi Trạch Long của đồn cảnh sát Hoàng Thạch Đàm, thành phố Hải Đức. Hiện giờ các người đã bị bao vây. Xin đừng gây hại cho con tin. Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của các người. Tình hình là gì đây? Đã hạ cánh rồi. Mà sao vẫn còn nhiều người la hét đến thế? Cảnh sát trưởng, máy bay vừa mới hạ cánh. Có khả năng bọn cướp đã mất khả năng hành động. Tôi đề nghị triển khai tấn công ngay bây giờ. Tất cả chuẩn bị hành động. Đội 1 kiểm tra tình trạng cửa khoang. Đội 2 hỗ trợ phối hợp. Các đội còn lại hãy nâng cao cảnh giác. Chú ý đến động tĩnh của bọn cướp. Không được làm hại đến con tin. An toàn của con tin là ưu tiên hàng đầu. Đừng di chuyển. Giơ tay lên. Cái gì? Không được di chuyển. Nếu không chúng tôi sẽ... Khai hỏa. Khai hỏa. Khai hỏa. Tất cả mọi người, yểm trợ bắn. Tất cả mọi người, khai hỏa. Cảnh sát trưởng. Cảnh sát trưởng, tình hình là sao? Thằng ranh con, cậu hỏi khó quá. Mau gọi cho tổng bộ, bảo kỹ thuật viên đến xem xét. Mẹ nó, hôm nay đúng là gặp đủ thứ quái dị.